Các em chú ý tư thế ngồi viết. Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn. Đầu hơi cúi, mắt cách vở khoảng 25-30cm. Một tay cầm bút, một tay tì nhẹ lên mép vở để giữ vở. Hai chân để song song, thoải mái. Cách cầm bút, nên viết tay phải, nhưng không bắt buộc. Cầm bút bằng ba ngón tay, ngón cái, ngón trỏ đặt phía trên và ngón giữa đỡ phía dưới quản bút. Hai ngón còn lại tì trên giấy tạo điểm tựa cho việc di chuyển ngòi bút. Khi viết, dùng ba ngón tay di chuyển bút từ trái sang phải, cán bút nghiêng về phía cổ tay, khuỷu tay và cánh tay cử động mềm mại, thoải mái.